chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa thôi, Lê Tư Thành ta sẽ bước chân lên chinh vệ. Bao nhiêu sóng gió của quãng đời lưu lạc, ta cứ ngỡ một giấc chiêm bao. Tiên sinh ơi, bao đêm mà trường dài nỗi chờ mong, không giới tâm mà sự kiều nặng trong lòng ta. Vì đâu người
nhưng thật là khó cho ta. Là người nối nghiệp nhà Lê, ta phải có trách nhiệm giữ gìn thánh danh cho dòng họ. Nếu như ta muốn quyết lòng đưa sự thật trở về nơi ánh sáng, thì cũng có nghĩa là chính tay ta đã hạ bút xác nhận sự sai lầm của tiền triều năm xưa, mà đứng đầu chính là mẫu hậu. Không những vậy còn có Đinh Liệt, Nguyễn Thiên Tích, Thái Quý Trịnh Khả, Quan Tả Hình Tạ Thanh, Lê Thận, Lê Thụ, Nguyễn Thúc Huệ, Lương Đăng, Lương Dật, tất cả đều là tối thật lượng đóng của triều đình. Ôi, cơ nghiệp nhà Lê mới truyền nhau được ba đời, sao lại ngổn ngang ân quán tình thù sóng gió. Cơ nghiệp nhà Lê được dựng lên với người anh hùng Lam Sơn áo vải. Mười mấy năm tháng binh gian khổ, có lúc nội khổ phải ăn cho trái thai muối, nhảy giá cửa thai cơm, phải hy sinh mạng sống. Biết bao nhiêu người thân thuộc nhà tan cửa nát, gia sản tiêu tan, mồ mả tổ tiên đi đào với trà đạp. Nhưng người cần yên tâm phấn đấu khởi nghĩa, bởi nếu không có người thì nước Nam này, dân Việt này sẽ bị kéo dày sát ngoại xâm không biết bao nhiêu đời nữa. Xã tắc từ đây vững bền, Sơn Hà bởi đó đẹp tươi, một áng càn khôn tỉ rồi lại thấy, đối dần đất nguyệt màu rồi lại xanh. Và người kế nghiệp như ta, gánh nặng trên vai bổn phận giữ gìn, những thiên tính lấy lực, những công trạng một thời nghĩa trang. Nhưng nếu ta xét xử công minh, là ta kết tội tiếp con của mình, là phản bội những ân tình, là tuổi đi bao điều chứng nghĩa. Hai mươi năm đã trôi qua, nhưng oan khuất và nỗi đau vẫn ngất trời. Ta làm sao có thể yên lòng ngồi trên chính bệ, khi những kẻ chủ mưu còn ẩn nấp sau lớp rèm và xón quyền lực. Lệ Chi Viên, nhắc đến Lệ Chi Viên là ta như thấy rõ cảnh pháp trường ngày hôm đó. Đây, hàng ngàn cấm binh cháo gương sáng loáng dây kín cả pháp trường. Còn kia là hàng vạn chúng dân đầu chiếc khăn tan kéo đến với biển đưa Nguyễn Trãi, tiếng trống, tiếng chiên ầm ầm vang dội, nhưng vẫn không át được tiếng khóc nghẹn ngào. Và trong cái khung cảnh náo nùng bi thảm đó, người tử tù vẫn bình thản ung dung. Ngắm hoàng trời xanh dịu dàng soi bóng từ huyện Chu Di tám hậu. Yeah!
Vậy mà giờ đây ta không thể vì ai quá giải hoàng tình. Đó chính là nỗi
đau của ta. Nhưng mẫu hậu ơi, người biết hết những việc làm của người là sai, nhưng chẳng lẽ trong triều có một ai gian dám cùng mẫu hậu hay sao chứ? Gian dám ta có chứ, có một người dám gian dám ta, một người luôn dành cho ta ánh mắt nhân từ bao dung. Chính vì điều đó đã làm cho ta khiếp sợ, cho nên ta phải giết ông. Nguyễn Trãi phải chết, Dương gia cũng nên nhớ bài học muôn đời. Chứ những ai muốn tranh giành quyền lực là không thể để tim mình chướng bận chữ nhân. Nhưng hỡi ơi Chúa chắc làm sao cho quyền quý tối thượng ta giành chức, ta đoạt tranh để đổi lấy điều gì? Ta tàn sát, ta giết hại mọi người để đổi lấy điều chi? Để rồi chờ đây, ta không còn là ta nữa. Hãy tha lỗi cho ta. Dương gia, người đừng
quá bận tâm như thế. Hãy xếp lại giọt thơ cũ, hãy uống chén trà sen cho minh mẫn tinh thần, hãy để chung vang của người thật rạng ngời trong đại lễ đăng quang. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh, ta vừa trải qua một giấc mơ, được nghe mẫu hậu và tiên sinh tỏ bài bao khát vọng, nhưng cả ngay trong mơ ta cũng không thể làm được gì. Giọt nước mắt của kẻ đầu xanh vừa chạm vào dòng đời hiểm ác, có đau bằng giọt nước mắt của người đầu bạc đã đi qua cuộc bể dâu. Tiên sinh ơi, dù cái giông tố của người chẳng sáng trong như đôi dòng nhật nguyệt, công trạng của người già tấm lòng thanh thầm, hậu thế sẽ ngàn đời trân trọng lưu danh. Tức trai tấm thượng quan quy tạo, tiên sinh ơi, sẽ có một ngày chính tay ta sẽ diễn án mấy bộ để chữa không gian lộ ra dòng sáu khuê nắp lăng. 1460 năm Canh Thìn, Lê Cư Thành chính thức lên ngôi lấy niên hiệu là Quang Thuận. Năm 1464, Lê Thánh Tông đã chính thức minh quan cho Nguyễn Trãi. Và năm 1467, Lê Thánh Tông ban lệnh sưu tầm di cảo văn thơ của Nguyễn Trãi lưu truyền cho hậu thế. Sẽ cùng đến với câu hỏi phụ. Dạ, xin trân trọng kính mời nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Trân trọng kính chào quý vị. Chào em. Dạ, chào chị. Chị rất vui và chúc mừng em đã hoàn thành một phần thi rất là tròn vẹn. Câu hỏi của chị đến với em thế này này. Vì chị biết là Thảo là người không chỉ có là một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, mà Thảo còn dàn dựng, rồi đôi lúc Thảo còn viết nữa. Thì câu hỏi của chị thế này nhé. Một tác phẩm nghệ thuật sân khấu khi được đưa ra công chúng sẽ là một sự kết hợp của rất nhiều cái thành phần. Trước hết là tác giả này, rồi đạo diễn này, rồi nhạc sĩ này, họa sĩ. Vậy cái vai trò của người nghệ sĩ sân khấu cải lương, người nghệ sĩ sân khấu dân tộc nói chung nó như thế nào, nó đóng cái vai trò như thế nào và nó khác với những cái thành phần khác thế nào? Cảm ơn câu hỏi của nghệ sĩ Phan Thanh Điền. Mọi người sẽ đọc phần trả lời ạ. À, quên, em có cái mic định giật cái mic quên. Dạ, xin trả lời câu hỏi của chị dành cho em. Trước tiên xin kính chào quý vị khán giả, chào ban giám khảo, chào tất cả quý vị lãnh đạo có mặt trong tác phẩm này. Em xin trả lời, nếu nói là thành phần sáng tạo thì là nghệ sĩ cũng là một trong những khâu quan trọng không kém cùng để làm lên một cái tác phẩm trên sân khấu. Nếu như bước đầu đạo diễn, kịch bản, âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc, phục trang, cảnh trí là khâu sáng tạo ban đầu, thì người diễn viên sẽ là khâu sáng tạo sau cùng và cũng là khâu sáng tạo quan trọng nhất, vì người diễn viên sẽ là người kết nối tất cả các khâu đó lại với nhau và truyền tải
cái thông điệp đó đến với khán giả và cho khán giả biết được là hoàn cảnh quy định, không gian, thời gian, mối quan hệ của từng nhân vật trên sân khấu. Vì vậy cho nên là nghệ sĩ cũng là một trong những người sáng tạo, nhưng mà là sáng tạo sau cùng. Nhưng mà cũng không kém phần quan trọng, bởi vì nếu mà không có nghệ sĩ mà sáng tạo thì diễn trên sân khấu thì sẽ không có vở diễn, không có lớp diễn và cũng có sân khấu luôn, tại không có diễn viên mà. Thành ra là tất cả là một cái bản tổng thể cùng nhau sáng tạo thật là đẹp trên sân khấu. Xin chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Lê Phương Thảo và những đoàn có tay vừa rồi. Dạ vâng, chào tay vừa rồi cũng đã thay Cường nói được rất là nhiều điều. Xin cảm ơn ạ.